Chốt phiên giao dịch ngày 12 tháng 5, tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 86 đến 87,5 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giảm 1,7 triệu đồng một lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn ở mức 75,95 đến 77,45 triệu đồng một lượng mua vào bán ra giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87 đến 89,2 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn ở mức 75,43 đến 76,93 triệu đồng một lượng mua vào bán ra giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Còn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 88,8 đến 91,3 triệu đồng một lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,85 đến 76,55 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Phân tích nguyên nhân, ông Vi Tuấn, chuyên gia giá vàng.net cho hay, phản ứng của thị trường sau khi văn phòng chính phủ ban hành văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng lê minh khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường trong thời gian tới phó thủ tướng lê minh khái chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh vàng miếng trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến bộ công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định thông báo kết luận nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, tình hình chưa có nhiều biến chuyển, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng, tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục. Theo ông Tuấn, trong ngắn hạn, thị trường vàng có thể sẽ tạm lắng trong giai đoạn nhạy cảm này. Tuy nhiên, giá vàng trong nước khó tránh khỏi những tác động của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đang trở lại đà tăng nhờ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Hiện, chỉ số đô la index, công cụ đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã giảm 0,3% và hiện ở mức 105,2 điểm. Bình luận về thị trường vàng quốc tế, chuyên gia David Merker, giám đốc kinh doanh vàng của High Rise Futures cho rằng, dù có nhiều nguyên nhân tác động nhưng có thể kết luận là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến giá vàng hiện tại là kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất. Những dấu hiệu mới cho thấy tương lai Fed thông qua việc giảm lãi suất là không còn xa. Dự đoán về diễn biến thị trường vàng trong nước vào tuần tới, ông Vi Tuấn cho rằng về cơ bản có thể sẽ không lặp lại tình trạng người dân đổ xô đi mua vàng, các sàn giao dịch cũng có thể ổn định hơn. Trước thông tin kiểm tra thị trường vàng và nỗ lực hạ nhiệt thị trường của chính phủ cũng như cơ quan chức năng. Liên quan đến những diễn biến thị trường vàng trong thời gian vừa qua, Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 213 thông báo Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Thông báo kết luận nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, tình hình chưa có nhiều biến chuyển. Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng, tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới phó thủ tướng chính phủ lê minh khái yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chính phủ tại các nghị quyết công điện chỉ thị và các văn bản có liên quan, nhất là thông báo số 160, thông báo Văn phòng Chính phủ ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương ra soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế để theo thẩm quyền xem xét thực hiện kịp thời hơn hiệu quả hơn các giải pháp công cụ điều hành theo quy định của pháp luật để ổn định bình ổn ngay thị trường vàng theo mục tiêu đề ra bảo đảm hiệu lực hiệu quả sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch đúng quy định pháp luật không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng, việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. Tại Nghị định số 24 năm 2012, Nghị định Chính phủ ngày 3 tháng 4 năm 2012, Quy định pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 năm 2024 không để chậm trễ hơn nữa. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định của pháp luật quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đầy giá, cạnh tranh không đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Tiếp tục giả soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24 năm 2012, Nghị định Chính phủ ngày 3 tháng 4 năm 2012 để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách quản lý thị trường vàng phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật, có công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả, hiệu lực đối với thị trường vàng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua bán vàng theo từng lần, kiên quyết không để chậm trễ, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2024. Các bộ, cơ quan, công an, tài chính công thương kế hoạch đầu tư thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ tư pháp thanh tra chính phủ lực lượng biên phòng thuế hải quan quản lý thị trường cơ quan liên quan đến quản lý nhà nước về cạnh tranh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước trong việc quản lý bình ổn thị trường vàng bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vàng theo đúng quy định tại Nghị định số 24 năm 2012, Nghị định Chính phủ ngày 3 tháng 4 năm 2012 và các quy định khác có liên quan, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền, phát sinh. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao văn phòng chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.